Hello anh em, hello anh em. Cửa hàng hôm nay lại về được cái dây mà cách đây khoảng 1-2 năm trước cửa hàng đã từng bán. Đó là những cái dây hàng tồn kho của Đức loại này nhá. Loại này thì cửa hàng báo giá luôn để anh em tiện theo dõi. Đó là 230.000 một dây, bao ship anh em ạ, 230.000 dây. Dây thì nó gồm có hai vế, vế trái, vế phải, từng sợi luôn. Đó. Đó. Màu xanh và màu đỏ. Như này, anh em mua thì anh em sẽ phải mua một bộ như thế này. Thì cửa hàng cũng chỉ gọi nó là một dây thôi chứ không gọi nó là một sợi đâu. Thì anh em đặt hàng là mua một bộ dây này thì là 230.000 một bộ này. Đó. Dây dài tầm 1m9 anh em nhá. 1m8, 1m9 thì đó. Đó. Như này. Dây này nó có những cái gì mà cửa hàng bảo nó tốt và nó ngon. Anh em theo dõi luôn đây. Đó là những cái đầu cắm này. Anh em thấy này. Đầu cắm nó cực kỳ tinh luôn. Anh em thấy cái viền vàng không? Nó dày bì luôn. Nó dày này. Và cái viền này nó không bị gỉ theo thời gian, nó không bị kém chất lượng theo thời gian anh em nhé. Và cái lõi bên trong của cái dây này nó rất chắc chắn, nó nhiều kim loại thì độ truyền tải âm thanh nó tốt. Đó, và dây đúc nha, dây đúc nha, dây đúc nhà máy luôn, hàng tồn kho của Đức chưa qua sử dụng. Đó, 230.000 một dây, bao ship cho anh em. Anh em mua thì nhắn tin cho thông tin, cửa hàng sẽ gói gửi qua bưu điện, gửi đến tận nơi cho anh em. Anh em có thể kiểm tra thoải mái. Để biết được một cái dây xịn hay là không, anh em phải anh em tự đánh giá được anh em nhá. Và anh em phải đặt ở cái vị trí tầm tiền. Đấy. Anh em thấy cái đầu cắm này thì anh em phải hiểu nó là một cái dây rất xịn thì nó mới có cái đầu cắm như này. Đó. Và cái dây nó chắc chắn thì anh em sờ cái chất liệu bên ngoài nó sẽ khác nhá. Đó, chất liệu nó sẽ rất tốt. Còn đây, một cái dây của Trung Quốc Choisi đây thì anh em có thể thấy là cái này nó rất mỏng này. Cái viền này nó rất mỏng này. Anh em bóp một thời gian thì nó cắm một thời gian nó gãy thì nó sẽ mất vế loa hoặc nó sinh ra tiếng sôi ù rè đó. Thì những dây rẻ tiền thì anh em phải chấp nhận điều đó, thay vì mua đắt lên gấp đôi tiền so bình thường thì anh em đầu tư hẳn cái dây tốt này, anh em dùng mãi mãi, anh em dùng mãi mãi luôn đó. Dây AV mỗi vế hai đầu một bộ, từ cắm từ lọc nhạc xuống âm ly hoặc từ đầu đĩa xuống anh em nhé. Đó, dài tầm 1m8, 1m9, em mua hàng thì đặt hàng cửa hàng gói gửi cho.